Mến chào các bạn, mình là Ngôi Nhà Mơ Ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Có thể nói cái thời gian qua rất là nhiều câu hỏi đặt ra cho mình là: anh ơi, em cần phải mua bao nhiêu gạch để xây cái nhà em cho nó đủ, hoặc là cái gạch hiện nay, cái kích thước chuẩn của nó là bao nhiêu. Thì rất là nhiều những cái câu hỏi xoay quanh về cái phần cái số lượng gạch. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người cái cách tính định mức 1m² gạch tường xây, sử dụng bao nhiêu cái viên gạch, gửi đến mọi người tham khảo. Hiện nay để hoàn thành xây dựng một cái ngôi nhà thì có rất là nhiều những cái vật liệu cấu tạo thành, trong đó có thể kể đến một cái vật liệu chiếm từ 30-40% trên tất cả những cái vật liệu khác, đó chính là cái phần gạch xây. Vấn đề mình được đặt ra là cái phần cái gạch xây được tính như thế nào, hoàn thành cái ngôi nhà của mình thì nó sử dụng có bao nhiêu gạch xây. Và ngày hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ ngắn đến mọi người cái cách tính số lượng tường gạch xây một cách chính xác nhất, gửi đến mọi người tham khảo. Hiện nay gạch xây trên thị trường có cái kích thước là 8x8x18 các bạn, nhưng mà trải qua một cái thời gian dài thì cái kích thước này nó không còn chuẩn đúng như vậy nữa, mà nó sẽ thay đổi tùy theo địa phương. Và hiện nay phổ biến nhất là cái kích thước là 7x7x17 các bạn, và nó không còn đúng nguyên chuẩn của nó là 8x8x18 nữa. Và như vậy cái vấn đề được đặt ra là làm như thế nào để mình tính cái số lượng gạch cho phù hợp và đúng chính xác với ngôi nhà của mình, để mình có thể chuẩn bị mua về để hay xây nhà. Xin lưu ý đến bà con mình chuẩn bị xây nhà, để hiện nay trong tất cả những cái loại có vật liệu thì chỉ duy nhất có một cái loại có vật liệu là gạch xây thì mình có thể chuẩn bị để mình mua trước, còn những cái vật liệu khác còn lại thì mình sử dụng bao nhiêu thì mình mua, mình xài hết thì mình sẽ có mua tiếp, và mình không có chuẩn bị số lượng nhiều như là phần gạch xây. Và bây giờ mình tiến hành đi vào tính toán định mức 1m² tường xây đó là bao nhiêu các bạn. Như các bạn đang quan sát đó chính là anh thợ đang tiến hành làm chuẩn cái kích thước ở lên trên tường là 1m × 1m, như vậy cái đó là ra là 1m² nha các bạn. Để đi tiến hành làm cái định mức của tường xây 1m² là bằng bao nhiêu viên gạch thì mình phải làm cái chuẩn cái kích thước là 1m × 1m. Và nằm trong cái khu vực cái kích thước này thì mình sẽ đếm xem là nó sẽ đã sử dụng hết bao nhiêu cái viên gạch với cái chi tiết cái hồ xây là 2 phân nha các bạn. Sau khi hoàn thành cái khung chuẩn cái kích thước là 1m × 1m rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đếm cái số lượng gạch ở bên trong. Thì như vậy đó mình bắt đầu mình đếm nha các bạn. Cái kết quả mình nhận được là sau khi đếm xong là cái số lượng gạch nguyên nằm trong cái khuôn khổ này đó chính là 55 viên, còn gạch nữa đó chính là 10 viên. Như vậy cái phần gạch nữa này là 10 viên thì nó sẽ bằng là 5 viên nguyên, phải không các bạn? 5 viên nguyên mà cộng với là 55 viên nữa thì như vậy tổng cái 1m² tường xây nó sẽ ra cái số lượng là 60 viên. Rồi 1, 2, 3, 5. Rồi tính như 1 hàng là 5 đi. Rồi đếm là bao nhiêu hàng? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ha. 11 như vậy là mỗi một hàng là 5 viên, 11 hàng đó là 55 viên đúng không? Rồi còn mấy cái phần gạch nữa bên đây nè, gạch nữa bên đây nè. Đúng không? Gạch nữa nè. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên, 7 viên, 8 viên, 9 viên, 10 viên, 11 viên nữa là Tuy nhiên ở đây mình đang tính là cái gạch nó cũng chưa có chuẩn lắm là 7x7x17. Nếu cái gạch của mình chuẩn kích thước 8x8x18 thì nó số lượng của nó sẽ ít hơn, nó sẽ dao động từ 50-55 viên. Sau khi mình có cái kết quả 1m² tường xây nó sẽ ra được là 60 viên với gạch là 7x7x17 rồi, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành đi đích đến cái số lượng gạch của ngôi nhà của mình nha các bạn. Mình đưa qua một cái ví dụ để tính toán cho mọi người dễ hiểu. Một cái bức tường mà mình cần xây có cái chiều rộng là 3m và cái chiều cao của nó là 3m, như vậy tổng của nó là 9m². Và cái số lượng gạch mình cần phải sử dụng đó chính là 60 viên trên 1m². Như vậy một cái bức tường xây này nó sẽ cần đó là 540 viên nha các bạn. Thì tương ứng như vậy cái nhà của mình và nó xây cái số lượng mét vuông của nó là bao nhiêu thì mình sẽ nhân lên là 60 viên thì nó sẽ ra được tổng cái số lượng gạch mình cần phải chuẩn bị, mình phải mua nó là bao nhiêu.
Cái cách tính này người ta gọi đó chính là đi xây dựng định mức 1 mét vuông tường xây, là để tìm ra được cái số lượng gạch cần thiết trên một cái mét vuông. Và cái phần xây dựng cái định mức này nó cũng rất là chính xác nha các bạn. Mình vừa cùng các bạn trải qua đi tính định mức 1 mét vuông tường xây một cách rất là chính xác các bạn, mà ai cũng có thể áp dụng cái cách này để mình tiến hành tính toán cái số lượng gạch của nhà mình. Tuy nhiên với những người có chuyên môn và những người thầu hoặc là những người đã được đào tạo qua xây dựng thì đây chính là một phần rất là đơn giản. Với những cái gia chủ mà mình mới lần đầu tiên mình xây nhà thì có thể nói đây chính là một cái bài toán nó tương đối là nó khó, mà không biết cái cách tính nó như thế nào. Đó cũng chính là cái lý do và cái mục đích mà mình chia sẻ cái cách tính tường xây để gửi đến cho mọi người tham khảo. Hy vọng với cái cách tính này thì ai cũng có thể áp dụng để mà tính toán cái số lượng tường xây của nhà mình. Nó có thể nói là nó rất là đơn giản các bạn, và chỉ cần một cái phép tính thôi và ai cũng có thể áp dụng được. Và video của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những cái video lần sau. Hy vọng rằng với cái cách tính này, chúc cho mọi người áp dụng tính toán cái số lượng gạch của nhà mình một cách chính xác và thành công nhất.